Hello mọi người nha, lại là em đây, Phạm Khánh đây. Nay em lại về lại nhà vườn để thăm những thú nuôi của em nha mọi người. Tại nay con nào nó cũng lớn hết rồi nên về sẵn em về em quay mọi người xem. Mọi người theo chân em về vô nhà mở cửa nha mọi người. Chim trĩ của em được 5 tháng mấy rồi nè mọi người. Ngay nhìn trống nó đẹp lắm mọi người. Đó. Trống quá đẹp nha. Trống không à. Này được 2, 3 con mái. Bên chuồng này được 3 con trống, 3 con mái nha mọi người. Rồi, qua chuồng bên đây. Em có tách bầy ra rồi mọi người. Tách chuồng ra hết. Chuồng để cho nó dễ sinh sản nè mọi người. Này nó phát triển quá trời luôn mọi người. Đây, con xanh nè mọi người. Trống xanh. Bên đây hai con mái với em ép nè. Hai mái em ép. Một trống xanh. Bên đây là trống đỏ, hai con mái. Trống đỏ nè mọi người. Con này đuôi nó sực kỳ. Một trống đỏ hai mái. Được 5 tháng mấy hết rồi mọi người. Bên đây nữa mọi người. Bên đây cũng trống đỏ ba mái nè mọi người. Trên hai mái nè. Dương một mái và một trống đỏ. Một mái một trống đỏ nè mọi người. Xong tổng cộng nó được 17 con mà 6 con trống, 11 con mái. Giờ bắt đầu mình ra làm sao rồi mọi người. Nó thăm gà với heo rừng lai của em nha, heo mồi ba sọc đó. Hai mỗi bà sọc bữa nay nó cũng lớn rồi mọi người. Con nào cũng trên 10 kg hết rồi. Cũng nhanh, nhanh quá trời. Đó mọi người, đó. Đây mọi người. Nó đang tắm. Em nuôi chung với gà em thả ra luôn rồi mọi người. Gà nó bị bẹt cái giờ em phải thả nó ra ngoài để cho nó phát triển nhanh. Đây là heo. Heo của em nè mọi người, bầy heo nè, 17 con. Này anh nào nấy ác xì nái hết trơn rồi. Đã chưa. Này, con nào cũng bự hết rồi. Gà của em nay nó cũng bự lên hết rồi nè mọi người. Phát triển được nè mọi người. Bữa nó bị đèo rồi. Giờ em thả lan ra chung với heo. Nó ăn chung với thức ăn với heo á. Nên nó cũng thả được. Nó lên nó phát triển hết rồi mọi người. Đây bầy heo của em nè. Heo mỗi ba sọc nè. Được tháng mấy tuổi á. Lúc em mua con ta là tháng mấy. Bây giờ của em nuôi được tháng hơn nữa rồi. Chắc được 2 tháng mấy rồi. Nguyên khu vườn. Có hồ. Vườn em trồng mít nè. Xoài nè. Chuối nè. Khế nè. Rồi cây trứng cá em bỏ cho nó mát á. Nó phát triển cũng nhiều nữa. Em trồng mấy cây sưa đỏ em thử coi nó phát triển không lên, nó cũng, thấy nó cũng lên đó mọi người. Nhìn heo đã quá trời. Em nào lấy bên đây ủ nù ủi tè le. Gà em bên đây nó phát triển nhìn quá, nhìn đã quá trời. Nhốt mấy con gà lại, giờ bắt đầu cho heo ăn nha mọi người. Rồi bắt đầu cho heo nó ăn nè. Nó bu lại mọi người. Nguyên đàn mười mấy con, 17 con.
Kệ nó đi con, kệ nó không sao đâu. Mấy con nhỏ không sao đâu. Đẩy cái cửa ra cho nội bưng bưng đồ rồi thế rồi thức ăn ra cho heo nè. 17 em. Heo mỗi 3 sọc. Bữa mua về con ghét chú ghét kìa. Hôm nay con nào cũng lấy nó chà bá luôn. Đã. Giờ bắt đầu cho ăn nó bu lại rồi mọi người. Cho nó ăn xong cái em về lại dưới Sài Gòn. Kệ nó đi theo mẹ nó không sao đâu con. Bơm nữa ha con. Đầy thùng hả? Ờ. Ra đi con xách cái này. Để con xách ra ngoài đi rồi vô ba trộn luôn. Rồi để đây con xách ra cho. Cái đồng nó làm cái ào nãy luôn á. Làm lẹ lắm á. Dạ. Ôi, người ta làm mình lên cũng không kịp mới nấu luôn á. Dạ hả? Bữa bộ đồ xình không mới nó hỏi sao quần áo xình luôn con heo ủi đâu đó. Ôi á. Dạ. Làm kịp có mình không kịp luôn á. Dạ. Mà giờ nó làm cái điên cái đấy rồi hôm giờ tuần lễ này có ba cái một thùng này là 20 ngàn nè. Dạ. Thấy cũng ngon. Ừ. Bà bắn mắt quá cái thang bà cái bà hạ xuống 400 ngàn. Dạ. Để nó cho nó ăn cái mình nuôi cho nó ăn đầy đủ. Dạ đúng rồi. Kệ nó ăn cho nó mau lớn vậy. Ừ, mình giá chứ. Mua vậy nó cũng rẻ mà. Ừ. Thì ba kỹ lắm. Xương đồ ba lựa hết trơn, xương hết xương xương hẹ xương bò. Dạ. Ba lượm hết trơn à, không có cho ăn. Dạ. Còn mấy cái này mềm nó ăn được nè. Ừ, kệ nó mấy cái này nó nhai hết. Nhai hết trơn à. Giờ mò. Vậy là sắp thôi cho. Pha nó ăn kịp rồi. À, sang rồi vậy hả? Ừ, sang rồi. Ôi. Nó đói tới đây nè, nó la làng. Bởi vậy, nãy giờ con thấy nó, nãy giờ con thấy nó la làng. Dơ, cửa đâu, nãy qua thì nó la nó bể cái làng luôn á. Cha không kịp gọi la vậy. Ừ. Có con bò đi nó cũng đỡ. Cũng dạ. Bò đi cực dữ nữa. Dạ. Thấy vô, thấy vô. Ừ. Rồi. Cái dưới cái lớn, cái lớn. Dạ. Bữa có ông bận vô coi đất nè. Cái hỏi này được mấy tháng được thì chị cũng nói là một tháng ăn hai ngày cũng mới được. Ba làm kìa. Dạ. Dốt ra lại cũng được. Ừ. Con đợi phái á. Coi nó đu theo. Ừ. Đó, đó, chú quý, chú. Đây con. Chú. Dạ. Hải thùng rồi nè. Dạ. Rồi để đi không sao đâu chị con.
ba cái đũa thôi. Giữ hai thùng rồi nó ủi cái đổ mẹ còn miếng luôn. Ừ, giữ đi con, giữ ra. Ra ngoài từ từ, tủ đạn rồi bạn. Từ từ. Cho anh. Giữ con, giữ con. Giữ nó nằm cái ọng. À. Ok. Ô, trời ơi. Chà, em thấy theo là ăn kìa. Ăn thấy thương không? Dạ. Rồi, đi qua cái trộn đi. Xanh ăn theo. Nó đẩy cho nó gõ vô cẩm rồi nó đẩy nó làm rồi mình làm cái tiệm. Dạ. Đây, đỡ. Trời ơi, nó ăn thấy thương. Dạ. Đổ ra 3 thùng hả? 4 mẻ. 4 mẻ luôn hả? Ừ. Dạ. Chia ra dễ cho nó ra. Rồi, từ. Cái này đứa nó đi học thì làm mình lên chết luôn. Cái này nó càng ngày càng lớn á. Dạ. Dạ. Trời ơi, bu nó ăn, nó thương không? Qua bên đây nè. Đó, ừ. Đổ nó vừa bao để dưới đi, hãy bưng xuống cho đổ xuống cho để nó nặng. Dạ. Nè, ăn đi. Đó. Vậy hả? Chú, ăn đầu no nè mọi người. Xong rồi đó. Đó. Ăn thấy bắt ham. Xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Có gì mọi người thương thì nhấn like và đăng ký ủng hộ em nha. Bye bye mọi người.